Xin chào các bạn nha. Hôm nay Miha thực hiện thử thách ngày thứ 3 vẽ tranh và học tiếng Anh. Bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ nha. Như vậy là mình đã tô màu chú heo chèo thuyền kayak xong rồi các bạn nha. Chúng ta cùng nhau học từ vựng tiếng Anh nào. Helmet là nón bảo hiểm. You cannot come onto the building site unless you are wearing a helmet. Bạn không thể vào cái khu vực xây dựng trừ khi bạn có đội nón bảo hiểm. Building site, khu vực xây dựng, địa điểm xây dựng. Unless, trừ khi. Wave là sóng, sóng nước. Wave crashing onto the kayak là sóng vỗ vào thuyền kayak. Wave crashing là sóng vỗ. Paddle là cái mái chèo, chèo thuyền á, cũng là động từ chèo. He paddled his kayak across the lake. Anh ta chèo thuyền kayak đi qua hồ. Kayak. He is riding a kayak over a 134-foot waterfall. Anh ta chèo thuyền kayak vượt thác cao 134 feet. Waterfall là thác nước. Life jacket is filled with buoyant material. Cái áo phao là được làm bằng vật liệu nổi. An inflatable sleeveless jacket. Cái áo phao cũng có thể làm từ vật liệu là cái áo jacket không có tay và có thể bơm hơi vào được. Inflatable là có thể bơm hơi để nó nổi lên thành cái áo phao. Life jacket worn to keep a person afloat when in danger of drowning. Áo phao giữ cho người ta có thể nổi khi mà có nguy hiểm, có nguy cơ bị đuối nước. Afloat là nổi trên nước. Danger of drowning là nguy cơ đuối nước. Drown động từ là đuối nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Miha cùng học từ vựng tiếng Anh với Miha nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở video lần sau.